Chào các bạn, dạo gần đây thì chắc các bạn cũng có để ý rằng thị trường màn hình dành cho game thủ đang rất là sôi động với đủ tất cả các hãng, từ hãng xịn sò đến những cái hãng vô danh tiểu tốt đến từ nước ngoài. Thì hôm nay ở đây mình đang có một chiếc màn hình mà có thể gọi là tốt nhất trong cái tầm giá của nó. Mình nghĩ là chưa có cái màn hình nào qua được cái màn hình này luôn. Không dài dòng nữa, bây giờ mình vô luôn vấn đề chính. Thì ở đây chúng ta đang có một chiếc màn hình Infinity Clear Ultra, một chiếc màn hình có kích thước 27 inch, độ phân giải 2K và tần số quét là 165Hz dành cho game thủ. Vậy thì cái màn hình này nó có gì đặc biệt, các bạn xem cái phần tiếp theo của video này nha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần thiết kế. Thì như các bạn thấy ở đây, chúng ta sẽ có một chiếc màn hình có cái viền rất là mỏng và cái thiết kế nó rất là hầm hố. Thì ở đây chúng ta sẽ có một logo của Infinity. Cá nhân mình thì mình không thích cái màu của logo này lắm. Tại sao lại phải để một cái logo màu vàng nhìn rất là chói? Tuy nhiên thì cái này là quan điểm của nhà sản xuất, mình chỉ nêu lên quan điểm cá nhân của mình thôi. Ok, thì tiếp theo mình sẽ quay cái màn hình lại để các bạn xem cái mặt sau nha. Tại vì cái mặt sau nó cũng khá là đẹp. Rồi, ok, quay lại. Màn này nó khá là nặng nhưng nó cũng rất là chắc chắn nha các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần sau với những cái họa tiết rất là hầm hố, và chúng ta lại có thêm một cái logo khác của Infinity và nó vẫn là màu vàng. Chúng ta sẽ có một cái ngàm VESA. Mình rất là thích ngàm VESA này. Nếu mà màn hình không có ngàm VESA mình sẽ không mua. Về phần chân đế, ở đây các bạn thấy không, mình đang gõ vô cái chân đế này và nó hoàn toàn bằng kim loại và nó rất là chắc chắn. Đó, các bạn có thấy cái sự chắc chắn của nó không? Và cái thép mà để làm cái chân đế này cũng rất là dày. Bây giờ mình thử, mình lung lay cái màn hình các bạn xem là nó có bị lắc lư không nha. Tại vì có một số cái màn hình cái chân nhìn đẹp đó nhưng mà nó lắc lư lắm. Cái chân này mặc dù nhìn nó vẫn đẹp và ngoài ra nó còn rất là chắc chắn. Rồi mình lắc thử. Đó, các bạn thấy không? Rất là vững, rất là chắc chắn, chỉ rung rất là nhẹ thôi. Đó. Thì ở mặt sau này chúng ta cũng sẽ có một cái nút. Cái nút này nó là cái nút nguồn và nó cũng là kim luôn. Là cái nút chức năng, nói chung là muốn chỉnh tất cả mọi thứ trên màn hình này chúng ta sẽ còn dùng tới một cái nút này thôi. Và nó là một cái joystick 5 chiều. Rất là ưng điểm này. Rồi, về phần kết nối thì màn hình này chúng ta sẽ có hai cổng DisplayPort và một cổng HDMI. Vì là màn hình chơi game hướng tới độ phân giải cao cũng như là cái tần số quét cao cho nên là trang bị hai cổng DisplayPort mình nghĩ là điều hợp lý. Rồi, bên đây chúng ta sẽ có thêm một cái khóa Kensington. Cái này mình nghĩ là chắc là tiệm net cần, còn người dùng cá nhân thì sẽ ít khi phải dùng đến khóa Kensington này. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có thêm một cái phần tản nhiệt ở đây. Cái phần này thì mình nghĩ nó sẽ khá là bụi cho nên là các bạn nếu mà bảo quản màn hình thì họ nên thường xuyên để ý cái chỗ này để tránh bụi nó lọt vào. Nó lọt vào thì nó sẽ rất là hại cho màn hình. Cái quan trọng hơn nữa là cái độ chính xác màu của cái màn hình này. Cái độ phủ màu và độ chính xác màu nó rất là cao. Thì ở đây mình cũng đã có dùng thiết bị cân màu Spider 5 Pro để test thử cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ mở lên nha. À, thì nhà sản xuất công bố cái màn hình này có cái độ phủ màu là 99% sRGB. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem là nó có đúng như vậy không. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mở. Đây, thì mình đã có đo bằng Spider 5 Pro. Thì các bạn nhìn thấy ở đây, cái độ phủ màu nó đạt được là 96,9% sRGB, thấp hơn một tí xíu so với nhà sản xuất công bố. Tuy nhiên, ở đây mình đo bằng phần mềm Display Count. Tuy nhiên, nếu mà các bạn đo bằng cái phần mềm mà đi kèm theo cái Spider 5 Pro luôn á thì nó sẽ cho cái thông số cao hơn. Cái này tùy phần mềm thôi, cho nên là chỉ để tham khảo, các bạn cũng không cần phải quan tâm nhiều nó đâu. Quan trọng là các bạn nhìn thấy nó vừa mắt là được rồi. Rồi, thì chúng ta sẽ đạt được là 70,9% của cái giải màu Adobe RGB cũng như là 78,1% giải màu DCI B3. Thì mình nghĩ rằng với cái độ phủ màu này, ngoài chơi game ra thì các bạn làm đồ họa vẫn có thể tự tin sử dụng cái màn hình này để chỉnh màu này kia. Nó không có cái vấn đề gì mà phải sợ hết. Rồi, một cái thông số nữa cũng rất là quan trọng, đó chính là cái độ sai màu.
delta E. Thì ở đây các bạn phải thấy là cái độ sai màu tối đa nó là 0.89 thôi, tức nghĩa là dưới 1, và cái con số này thì nó rất là tốt. Rồi, thì đó là về những cái độ phủ màu, độ này kia. Rồi bây giờ mình sẽ nói thêm với các bạn về những tính năng mà cái màn hình này nó có. Thì rồi đây, chúng ta sẽ mở cái menu của màn hình lên. Thì chúng ta sẽ có những cái tính năng dành riêng cho game thủ mà mình thấy nó khá là hữu ích. Ví dụ như Free Scene, G Scene. Thì cái này mình nghĩ đa số, không phải đa số nữa mà gần như là tất cả những cái màn hình gaming ra mắt trong năm nay đều có hết rồi. Cái này mình sẽ không nói nhiều, nhưng mình sẽ nói đến những cái tiếp theo. Ví dụ như đây, chúng ta sẽ có một cái tính năng tên là Game Plus. Thì trong đây nó sẽ có thêm ba cái tính năng nhỏ, đó là Timer, Crosshair và FPS Counter. Thì cái Timer này nó sẽ hiện cái thời gian mà các bạn chơi game. Ví dụ như các bạn thích đo cái thời gian mà các bạn đi qua một cái ải nào đó của một cái game, thì cái tính năng nó sẽ rất là hữu ích. Và chúng ta sẽ có một cái Crosshair. Crosshair thì là cái tâm khi các bạn chơi game FPS đó. Thì những bạn nào mà chơi những cái khẩu súng mà gọi là súng nhắm á, gọi là, nếu mà chơi CSGO á, thì các bạn hay gọi là khẩu ốp á, thì thường nó sẽ không có tâm đúng không? Thì các bạn phải bấm chuột phải lên nó mới có tâm. Thì với cái màn hình này chúng ta có thể bật được cái tâm lên trên đây luôn, nhìn nó khá là tiện. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái tính năng, đó là FPS Counter. Thì bình thường á, nếu các bạn muốn đo FPS của game thì các bạn phải sử dụng một phần mềm bên thứ ba đúng không? Ở đây các bạn không cần, chúng ta có luôn cái bộ đếm FPS luôn. Giờ mình sẽ bật lên thử. Đó, thì mình vừa mở lên các bạn thấy không? Ở đây đang hiện là 60 FPS do mình đang cắm dây HDMI vào chiếc laptop sau lưng mình để cho nó gọn, để quay nhìn nó đẹp đó. Thì cho nên nó chỉ xuất ra được 60 FPS thôi. Nếu các bạn cắm DisplayPort vào những cái càng màn hình nào xịn tí thì nó sẽ lên được 165Hz. Ok, và đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc màn hình Infinity Clear Ultra này. Một chiếc màn hình sở hữu độ phân giải cao 2K, tần số quét cao 165Hz, cũng như là cái độ chính xác màu rất là cao. Thì cái màn hình này nó sẽ phù hợp với những bạn có nhu cầu chơi game là chính, tuy nhiên vẫn muốn sử dụng nó để làm đồ họa hoặc là xem phim. Vậy thì với cái số tiền 6 triệu các bạn sẽ mua chiếc màn hình này hay là chiếc màn hình đến từ những thương hiệu khác, các bạn cho ý kiến nha. Rồi, còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Xin cảm ơn.